dục mà dễ ở răng họ phùng phải bốc sơ rô sơ ra hả? Ơi, dễ dục mà dễ ở răng họ phùng phải bốc sơ rô sơ ra hả? Dễ răng họ dễ phải bậc phải một thâu hả? Bố mẹ phải phùng bụng dễ lâu. Sư vi rụt nằm như bẹp rồi. Vi rụt rồi nà. Sơ cô cổ rô sơ nà. Sơ cô sơ rô sơ nà hả? Ừ. Ừ. Dễ răng thì phải đậm. Nên là mẹ mình đã cậy đầm mẹ họ răng tiệp hồi bộ họ. Để răng của mày họ, để răng ấy đè đi. Chào chào chị chào. Chào, chúc mừng năm mới họ.